hai lụm rác trong bán kính 10 mét khu vực mình sinh hoạt từ sáng giờ tại Vinpearl. Lụm sạch rác khu đó nhiều nhất tháng. Bắt đầu tôi lụm đây. Lụm rác. Lụm rác, lụm rác. Nãy giờ mình ở khu này thì mình lụm rác khu này. Vậy thì mốt Ben đừng đi sinh hoạt câu lạc bộ người cá. Ben không làm người cá mà không có ý thức thôi, người ta vứt rác Ben để yên luôn. Vậy làm người cá làm cái gì? Attention dear visitors, the water park will be closed at 6 p.m. Please make sure you do not leave any person. Lụm rác cái chỗ mình sinh hoạt sáng giờ đi nô rồi. Rác nè. Lụm lên. Công viên nước mà. Giỏi quá à. Em lụm được nhiều rác quá ha, bỏ vô cái thùng của người ta không có uống gì hết trơn mà quá trời luôn. Ta bỏ nguyên hộp sữa luôn hả? Thu gom rác nha. Sạch rồi đó. Hả? Mấy người đến đây chơi thì được mà xả rác thì đúng là thể hiện nếp sống của người thường luôn á. Bởi vậy là lý do người cá sinh ra đời đó các bạn. Nori ơi, rác kìa em. Lụm rác bỏ vô thùng được không? Rồi Nori không lụm rác bỏ vô thùng luôn các bạn. Tôi ghi nhận bạn người cá Ben và bạn người cá Tài. Đâu? Tài có lụm rác không? Được á. Đúng rồi đó, bạn người cá Ben cũng bắt đầu lụm rác rồi đó. Lụm rác đây. Mình làm người mình phải có ý thức phải không? Làm người cá là phải có ý thức cao nha mấy em. Không có vứt rác bừa bãi cho người khác lụm nha. Chỉ có người thường họ mới sống thiếu ý thức như vậy thôi, hiểu không? Nên mình phải thay đổi ý thức của họ ha. Mấy cái ống hút đó nó phân hủy được mà, lụm mấy rác thải từ nhựa thôi. Rác thải từ nhựa. Bỏ lỡ rồi bỏ vô thùng luôn đi. Rồi, sạch sẽ rồi, bây giờ vui rồi nè. Cái chỗ mình đến là nó sạch, giờ mình đi nó cũng sạch à. Đúng rồi đó. Tốt quá Mimi. Bỏ vô thùng đi em. Các người cá ơi, vô. Làm đại hình đi, làm đại hình đi. Đại hình. Đội hình siêu nhân bắt đầu vô. Yeah.